bớt sắc tố bẩm sinh lâu năm tưởng chừng như không bao giờ hết, hãy kiểm chứng cùng Melissa kiểm chứng nha. Và hiện tại Melissa đang quay cận cảnh trực tiếp em khách hàng đến nhà Melissa làm dịch vụ, làm cải thiện loại bỏ bớt sắc tố nha. Và đây là em đang quay cận cảnh là hiện trạng ban đầu trước khi em đến với nhà Melissa. Các chị có thấy không ạ? À? Bớt sắc tố ăn lan hết khắp bên vùng má bên của khách hàng luôn. Và hiện tại là bớt ăn lan trên vùng thái dương nè, ăn lan sâu nè. Và em khách hàng này có chia sẻ là sau khi mới em vừa lọt lòng ra là cái bớt này đã theo em rất là lâu luôn rồi. Và hiện tại 15 năm là bớt đã ăn lan, ăn rộng ra hết cái vùng trán và vùng má của mình luôn. Và Melissa đã dùng cách nào để loại bỏ thì sau đây Melissa sẽ quay cận cảnh trực tiếp là sau khi dùng công nghệ cũng như là kết hợp sản phẩm da của em cải thiện hoàn toàn nha. Đây nha. Chị chào Thuận nha. Thuận ơi, cho chị hỏi thăm là sau khi mà em làm cái dịch vụ là bớt sắc tố tại nhà Melissa đó, da của em cải thiện lên gì thì em cảm thấy như thế nào ha? Dạ, em cảm thấy rất là vui, kiểu em không có bị tự ti nữa và cảm thấy tự tin hơn. Và em bị cái bớt sắc tố này bao lâu rồi em ha? Dạ, em bị 15 năm rồi, từ lúc mà em mới sinh ra. Dạ. Và sau khi mà cái lúc mà em mới sinh ra em bị á thì em có nhớ là cái bớt của em á nó như thế nào không? Nó cái diện tích cái chu vi nó như thế nào không? Dạ, nó rất là nhỏ tầm cỡ đây, xong rồi lớn thì từ từ nó lan rộng ra tới trên đây và lên trán luôn. Dạ. Và trên mắt. Và sau đó là em có đi những cái nơi thẩm mỹ khác hay đi tìm những cái phương pháp nào để loại bỏ nó cho em? Dạ, em đi bệnh viện da liễu nhưng mà trị rất là lâu và cảm thấy hiệu quả nó không có cao. Nên là em đã chuyển qua Melissa làm. Và cơ duyên nào để cho em tìm đến Melissa để em làm đẹp ha? Dạ, dì em và mẹ đã làm ở bên bệnh làm ở bên Melissa, bên Cao Thắng. Và đã chỉ dẫn cho em qua bên đây làm. À, và khi mà em đến với Melissa em làm á, em còn nhớ là cái lần đầu tiên em làm á, là cái bớt em nó cải thiện bao nhiêu phần trăm? Dạ, tầm cỡ 60% ạ. Rồi về nhà trong cái quá trình kiên cử hay cũng như là cái các bước xài kem á, em có thấy là nó khó khăn với em như thế nào không? Dạ không, em cảm thấy nó rất là dễ và tạo cái kiểu là cơ hội để em giảm cân nữa. Và khi mà mình bị bớt này 15 năm á, mình ra đường mình có ngại hay là như thế nào không? Dạ có, rất là ngại, tự ti, với lại em không dám chụp hình bằng cam thường luôn. Dạ. Và sau khi mà da mình cải thiện nè, là mình có tự tin mình chụp hình hơn không? Dạ có, đi đâu cũng được ai khen, với lại toàn chụp hình cam thường không à, không cần chỉnh ảnh luôn. Vậy hả? Dạ. Và khi mà em đến với nhà Melissa em thấy là cũng như là khâu bảo vệ nè, nhân viên nè, cũng như đội ngũ y bác sĩ thì em cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy mọi người rất là dễ thương, tận tình, với lại chu đáo nè. Dễ thương, tận tình, chu đáo ha. Dạ. Và em thấy là phòng ốc cũng như là trang thiết bị của nhà Melissa em thấy như thế nào ha? Dạ rất là cao cấp và hiện đại. Ừ, cao cấp và hiện đại. Và em có muốn gửi nhắn nhủ lại những cái chị khách hàng nào cũng như là các em nhỏ nào mà đang bị những cái bớt tình trạng giống như mình mà chưa loại bỏ được mà để mạnh dạn mà đến nhà Melissa để làm đẹp không em ha? Dạ có, ví dụ như là em thì lúc đầu em rất là sợ nhưng mà bây giờ em cảm thấy rất là tin tưởng và giao hàng tại 100% mặt của em cho Melissa. Và em đã từng giới thiệu cho các chị ở xung quanh em bị đã tới Melissa làm. Rồi các chị ơi, hiện tại nha, đây em quay cận cảnh cho các chị xem bớt đâu rồi, bớt đâu rồi. Cận cảnh làn da sau khi làm dịch vụ chăm sóc da bớt của nhà Melissa nha. Đây là hiện trạng cũ của mấy khách hàng nha. Bớt hình như là lây lan toàn mặt luôn và trên cái vùng mắt này ăn sâu vào trong vùng mắt làm cho bớt của mình càng ngày càng lây lan ra. Và bớt sắc tố hình thành rất là nhiều lý do, mà lý do nguyên nhân chính là đa số là do bẩm sinh hết. Và khi mà các chị bị một cái nhỏ thôi các chị nghĩ là tàn nhang đúng không ạ? Nhưng càng lớn bớt nó sẽ ăn lan dần trên khuôn da và bớt nó sẽ không có tính chất là đối xứng nha. Một bên có và nó lây lan trên cả thái dương này. Và đây là sau khi cái má trái bé làm xong bớt nhà Melissa nha. Trời ơi, bớt đau rồi các chị ơi, nhìn hoàn toàn không biết bớt nha các chị. Hai bên má bây giờ nó đồng đều da và căng làn da bớt hơn em ơi. Chị hỏi thật nha, làm xong em có bất ngờ không? Dạ có, gia đình em cũng khen nữa. Gia đình cũng khen nữa đúng không? Dạ. Làm xong tự tin hơn rất là nhiều đúng không? Dạ. Với lại cái làn da của em thì nên đây em chia sẻ chút xíu là nếu mà bớt cái 15 năm như vậy á thì em có cảm thấy là trong cái quá trình em bị bớt như vậy em có tự ti nhiều không? Dạ có, nhưng mà em đã, một khi em đã làm Melissa rồi thì em cảm thấy vui hơn và
em tin tưởng hơn nữa. Tin tưởng hơn dạ. Đúng không? Ừ, đó, các chị có thấy không ạ? Bớt sắc tố đâu rồi, làn da căng hơn, mướt hơn. Nhưng mà sau khi em làm xong á, ngoài cái việc mẹ cái đớt bớt của em nó loại bỏ ra, thì em có thấy cái làn da của mình nó căng hơn, nó mướt hơn không? Dạ có, nó mịn hơn. Nó mịn hơn nữa dạ. Đúng không? Ờ, cái liệu trình của em làm thì hôm nay là em làm là cho hết thẳng bớt luôn đúng không? Dạ. Và sau đó là em về em kết hợp sử dụng bộ N3. Thì trong cái quá trình mà em sử dụng bộ N3 á, thì cái hiệu nhiều khách hàng sẽ có cái hiện tượng là chăm chích ngứa rát ửng hồng. Thì em thấy cái hiện tượng đó là cái hiện tượng bình thường hay là cái hiện tượng bất thường? Dạ em cảm thấy bình thường, kiểu như mấy lần đầu không quen thì cảm thấy nó hơi chăm chích. Ừ. Nhưng mà lần sau thì em cảm thấy quen rồi thì em bôi kiểu nhiều hơn cho nó là đo cho nó kiểu sao ta hiệu quả nhanh hơn á. Hiệu quả nhanh hơn đúng không? Rất là tuyệt vời, làn da mà bây giờ cần cảnh là hết bớt luôn. Nhìn làn da căng hơn, mướt hơn. Và làn da bớt để thêm được 15 năm rồi. Và em đến với nhà Malisa ha. Dạ. Vậy rồi, các chị ơi, các chị đang thắc mắc là không biết là Malisa đã sử dụng công nghệ gì để mà có thể cải thiện bớt cho em này đúng không ạ? À? Thì hiện tại Malisa đang có công nghệ là White Skin Picture để xử lý những cái vấn đề về sắc tố. Để xử lý những vấn đề về sắc tố này. Thì đối với sắc tố của bé thì Malisa sử dụng công nghệ White Skin Picture bắn trực tiếp lên những cái chỗ có vùng sắc tố, thì công nghệ này sẽ hỗ trợ là nghiền nát, phân hủy và phá vỡ sắc tố thông qua cái tầng trong bì và hạ bì da. Thì sau khi làm da về tầm 7-12 ngày là da của chúng ta bị viêm xương cho đủ an toàn. Từ 1-3 ngày đầu tiên da nó sẽ ửng đỏ lên, thì 3-7 ngày sau da trong quá trình là bắt đầu hình thành và sản sinh collagen, thì những cái lớp mày này sẽ được bong ra, và sau khi bong ra toàn bộ thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm để cho hỗ trợ nghiền nát và đào thải sắc tố tiếp tục nha. Thì đối với da của chúng ta sau khi làm công nghệ này về thì sắc tố sẽ được nghiền thải đào thải qua ba con đường. Con đường đầu tiên là qua bề mặt da, thì sau khi được nghiền nát bằng công nghệ rồi, sắc tố sẽ được đẩy lên trên bề mặt và bong lủi sủi trên bề mặt da như mảng cánh gạo nha. Con đường thứ hai là qua hệ bài tiết, thì trong thời gian này các chị chịu khó giúp em là uống thật nhiều nước để có thể hỗ trợ bằng hệ bài tiết ạ. Và con đường cuối cùng đó chính là trong cơ thể chúng ta có một tế bào đại thực bào. Tế bào đại thực bào này thì có thể là đến để mà phát hiện ra những cái mảnh vỡ nám đang mảnh vỡ sắc tố đang nằm bên trong da chúng ta và dọn sạch cho chúng ta luôn. Quá tuyệt vời phải không ạ? À? Thì sau khi làm da về chúng ta sẽ kết hợp tiếp tục bộ sản phẩm N3. Đây chính là bộ sản phẩm N3 nhà Malisa, bao gồm 3 sản phẩm. Đầu tiên sẽ là kem dưỡng ẩm sâu bên trong. Kem dưỡng ẩm sâu bên trong giúp nuôi dưỡng tăng đề kháng da, làm da chúng ta có nền tảng để có thể là việc đào thải sắc tố nó sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Sản phẩm thứ hai là kem xóa thâm làm sáng da. Kem xóa thâm làm sáng da sẽ hỗ trợ làm mờ đi những vết thâm, những vết nám ở cấp độ 1, làm da chúng ta sáng lên và nâng tông màu da. Thì khi sử dụng sản phẩm này, da chúng ta sẽ có thể là cảm nhận được độ là căng hơn, mịn hơn. Và sản phẩm cuối cùng là kem loại bỏ sắc tố. Thì sản phẩm kem loại bỏ sắc tố này sẽ trực tiếp thay thế cho công nghệ hỗ trợ nghiền nát tiếp tục và đào thải sắc tố qua bề mặt da của chúng ta. Thì khi sử dụng bộ sản phẩm này sẽ có những cái hiện tượng như là ửng hồng, ngứa rát, chông chích và da sẽ bong nhè, đó chính là hiện tượng đào thải bình thường, không phải là hiện tượng kích ứng, nên các chị hoàn toàn yên tâm nha. Thì đối với công nghệ nhà Malisa cho dịch vụ bớt sắc tố thì hiện tại đang có cái chi phí là 1.200.000 đồng cho một lần làm lần nào đóng tiền lần đó. Thì mỗi lần sẽ cách nhau tầm 2 tháng cho đến 3 tháng các chị làm một liệu trình nha. Thì còn về bộ sản phẩm nhà Malisa đang có chương trình ưu đãi là 3.900.000 đồng. Ngày hôm nay tại livestream này Malisa ưu đãi giảm giá chỉ còn 2.980.000 đồng thôi. Các chị yêu nào đang gặp tình trạng bớt sắc tố thì nhanh tay comment lại là dịch vụ bớt sắc tố để lại số điện thoại và bộ sản phẩm N3 để lại số điện thoại để Malisa có thể là trực tiếp liên hệ và tư vấn cho mình luôn nha. Dạ các chị ơi, nhà Malisa thì đang có chương trình ưu đãi về dịch vụ làm đẹp da bớt sắc tố, và những chị em nào mà có nám có tàn nhang á thì mình cũng sẽ sử dụng công nghệ này luôn chị nha. Và ngoài chị khách hàng này đây á thì nhà Malisa còn làm đẹp cho hàng triệu chị em phụ nữ rồi nha. Cho nên là không phải mỗi bớt sắc tố không đâu, mà những chị em nào mà đang bị sạm, bị nám, bị tàn nhang, bị đốm đâu thì mình đều có thể sử dụng công nghệ này của nhà Malisa, kèm theo đó là kết hợp sử dụng thêm cái bộ sản phẩm N3, bộ giúp loại bỏ sắc tố. Giá gốc bình thường là 3.900.000 đồng, nhưng mà ngày hôm nay nhà Malisa ưu đãi chỉ còn với 2.980.000 đồng nha các chị nha. Các chị ơi đừng bao giờ mặc định bản thân mình á là phải sống với nám, phải sống với tàn nhang, phải sống với bớt sắc tố để lâu năm trên bề mặt da mà không thể nào loại bỏ được. Thì ngày hôm nay các chị vào đây, các chị xem nhà Malisa sử dụng công nghệ để loại bỏ nám, sử dụng công nghệ để loại bỏ bớt sắc tố cho các chị khách hàng này và hàng triệu chị em nữa. Đây em cho các chị xem nha, một cái vùng bớt sắc tố như thế này. Các chị có thử nghĩ là có bao giờ là nó sẽ hết được không ạ? À? Nhưng mà khi tới với nhà Malisa sử dụng công nghệ, sử dụng thêm bộ sản phẩm N3, có phải là cái làn da của mình nó căng hơn và gần như là biến mất luôn cái bớt sắc tố đúng không ạ? À? Cho nên là đừng có tự ti về bản thân mình, đừng có mặc định là nám hoặc là bớt sắc tố, không bao giờ hết được nha. Đây em cho các chị xem, không phải là chỉ một hai người đâu ạ, mà hàng triệu chị em đã từng làm đẹp, đã từng làm da nhà Malisa rồi và đã từng chia sẻ lên đây. Các chị xem nha, cảm ơn nhà Malisa nhiều nhiều nhé.
mình bị bớt sắc tố bẩm sinh từ bé luôn rồi, không tự tin khi ra đường, nhưng mà sau liệu trình chăm sóc da làm đẹp da thì có phải các chị thấy không ạ? Gần như là mờ hẳn rồi đúng không ạ? Chị Phan Bích ngại nè, da sau khi làm đẹp da tại nhà Mai Sa, các chị có thể nói đó là một điều kỳ diệu khi tạm biệt được cái bớt sắc tố bẩm sinh, đúng không ạ? Cho nên là em nói thiệt, tội gì mà mình cứ phải mang một cái bớt sắc tố bẩm sinh từ nhỏ tới lớn, đi ra đường đi lúc nào cũng là tự ti hơn, đúng không ạ? Cho nên là chị em nào mà muốn mình đẹp hơn, mà muốn tìm hiểu những chỗ nào mà có chi phí ưu đãi phù hợp kinh tế với túi tiền của mình thì cứ tham khảo thẩm mỹ viện nhà Mai Sa liền nha. Hàng thương hiệu nhưng mà giá bình dân, các giá bình dân nhưng mà mang lại hiệu quả rất cao. Tại vì sản phẩm nhà Mai Sa với lại dịch vụ nhà Mai Sa thì không có thể nào là qua trung gian được rồi. Bên em sẽ trực tiếp đao giá xuống kịch sàn để cho khách hàng sử dụng trải nghiệm dịch vụ, để làm đẹp, để trải nghiệm. Khi mà khách hàng làm đẹp rồi á, thì có phải là một hai chị làm đẹp, các chị sẽ tự động giới thiệu thêm cho những chị em khác để làm đẹp thêm, đúng không ạ? Và Mai Lisa khẳng định luôn nha, 25 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ làm đẹp rồi. Cho nên là chị em nào mà đang còn thắc mắc hay là đang còn phân vân thì mình có thể tham gia vào một cái hội nhóm làm đẹp kinh nghiệm của Mai Sa. Ở phía dưới phần bình luận này em sẽ ghi một cái đường link để tham gia vào hội nhóm với hơn 230.000 thành viên. Ở đây đều là người thật, việc thật. Các chị đã từng sử dụng qua sản phẩm của nhà Mai Sa rồi, các chị sẽ chia sẻ, sẽ bình luận lại. Khi mà các chị bình luận lại một cái bình luận hỏi là nhà Mai Sa có làm bớt có hiệu quả không, nhà Mai Sa làm tàn nhang làm đốm nâu có hiệu quả hay không, thì những chị khách hàng này đã từng sử dụng qua rồi, các chị sẽ trả lời công tâm cho các chị biết là nhà Mai Sa có thật sự là tuyệt vời hay không nha các chị nha. Dạ em chào chị Bố Gấu nha, quá tuyệt vời, em cảm ơn tất cả các chị. Chị Tâm Nguyễn ơi, làm bao lâu xong liệu trình như của em này ạ? Dạ các chị ơi, trung bình khi mà mình làm liệu trình làm đẹp da nám thì khoảng tầm từ 3 tới 5 lần, 2 tháng rưỡi 3 tháng thì mình sẽ làm lại một lần giùm em nha chị nha. Đồng thời khoảng thời gian này thì mình sẽ kết hợp sử dụng thêm bộ N3, bộ giúp làm đẹp da sắc tố nha các chị nha. Em chào chị Vân Nguyễn, em chào chị Thư Nguyễn, em chào tất cả các chị em nào đang xem livestream của nhà Mai Sa nha. Và bây giờ em sẽ quay lại một lần nữa cái hiện trạng da của chị khách hàng ngày hôm nay để các chị xem thêm là làn da có cải thiện thật sự hay không nha. Hay là nhà Mai Sa là chỉ là quay cho vui, quay trêu đùa rồi quay qua app. Cho nên là hiện tại bây giờ em đang quay trực tiếp cái hiện trạng da của chị khách hàng bị bớt sắc tố, bị bớt bẩm sinh 15 năm cho các chị xem. Và nhà Mai Sa xin phép là chắc là sẽ kết thúc livestream ngày hôm nay ở đây để cho bé có thể đi làm thêm dịch vụ khác nữa nha. Rồi em ơi, nếu như nha có một cái lời nào đó chia sẻ đến với những chị em đang bị cái tình trạng bớt sắc tố, mà bớt sắc tố đa số thường là nghĩ sẽ không hết đúng không? Tại vì nó bẩm sinh rồi, nó ăn trong máu rồi. Vậy thì bây giờ để mà muốn chia sẻ để những chị này có động lực hơn thì em có lời nào gửi gắm đến những chị này không? Dạ có, tại vì lúc trước em cũng có sợ đau nhưng mà vì làm đẹp nên là em cố nhịn và em để dao mặt em hoàn toàn 100% cho Marisa, nên là mỗi lần tới đây làm em rất là vui, kiểu không làm quen rồi nên là không có sợ đau nữa. Nếu mà có một cái lời nào gửi đến chị tổng giám đốc, tức là chị để thành lập ra thẩm mỹ viện Marisa này, dạ, em có gửi lời nào đến chị không? Dạ em cảm ơn chị Mai rất là nhiều, tại vì nhờ chị Mai mà em đã được đẹp như bây giờ. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Chúc cho em lúc nào cũng có một cái làn da xinh, một cái làn da đẹp như vậy, và luôn luôn là dưỡng cái làn da cho mình để cái làn da cho mình lúc nào cũng căng cũng mướt nha. Những chiều nào ngay tại livestream này của nhà Marisa đang bị cái vấn đề tình trạng làn da của mình bị bớt sắc tố, bớt bẩm sinh hoặc là bớt lâu năm đi chăng nữa, cứ tự tin đến với nhà Marisa nha. Nhà Marisa quay người thật việc thật cho các chị, không cài cắm người nha. Và những chiều nào ngay tại livestream này muốn tư vấn trực tiếp các chị có thể để lại cho em số điện thoại nha. Chúc cho chị các buổi trưa thật là vui vẻ nha. Chị cảm ơn em rất là nhiều nha.